Chú Đạt khỏe không người không? Không mấy khỏe đâu. Không mấy khỏe hả? Đã vậy là nhậu quá hả? Ừ, hôm lên máu. Chết luôn rồi, cái này chắc mời nghỉ nữa quá. Nhậu nữa. Cấp nhậu đâu có lên. Lên máu uống thuốc huyết áp vô. Nghỉ nhậu nha. Có đâu có nhậu. Ờ, uống hai thứ à. Hai thú là nhức đầu lắm. Nó tăng tăng hả? Nó thở khó khó thở. Ừ. Em có bài thuốc hay lắm. Khó thở là khó. Khó là thuốc hay. Cho nín thở luôn à. Đánh buốt. Hít một hơi mới khỏe. Nó bóp cho đã thông kinh mạch đó ha. Nó móc lấy khúc củi này này về nó tôi khó thở và nặng tôi ái cười khỏe liền cứ sao mà không chạy sần sần mới sợ sáng sớm mà đẩy xe này nóng à xịn má. Chắc đừng gậy. Cái xe kéo đấy, người ta lộ cũng hơi xa ấy nha, mấy trăm mét. Muốn sáng khỏi sáng khỏi rồi cung trăng này phải ba người đẩy xe. Đường rất là gian nan khó khăn hiểm trở gì không là tấn bao không này cả nhà, phải dễ ăn đâu, vận chuyển được cây củi tới đầu đường này cũng khó khăn. Này tưởng tượng như đẩy xe pháo rồi thời chiến tranh vậy đây. Đẩy lên đồi đánh giặc. Ờ y gan. Hả? Ờ nhẹ hơn xe pháo. Kéo lên phải chim bánh á. Ờ. Đạp số tới cái đó hả thầy? Hai chú ngỗng đi đâu về hoài vậy? Hả? Xuống suối á. Ờ. Lấy mình chịu bánh xe luôn á. Chứ nữa. Bị cho nó lên đồi được là phải chịu rồi, phải hy sinh mà. Mấy con người ra chịu bánh xe lại. Chịu bánh xe lại đó. Chết luôn á. Chấp nhận hy sinh mà. Lên mới chặn địch được, pháo nó bắn xuống mới được.
Ah, 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 ah